với mục tiêu đạt năng suất cao, sản lượng cao nhưng phải giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp đứng ở mức cao. Trong vụ hè thu này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Tây phối hợp với nông dân xã Bình Tân sản xuất gần 40 hectare lúa công nghệ cao, tăng thêm 10 hectare so với vụ mùa năm trước. Dùng lúa công nghệ cao này tại ấp Hòa Thạnh được nông dân xuống giống hơn 10 ngày, đúng theo khung lịch thời vụ né rầy, né hạn mặn chung của địa phương. Tham gia mô hình này, nông dân sử dụng chung một loại giống chất lượng cao là ST24 và giảm lượng giống xuống còn dưới 100 kg một hectare. Đặc biệt, trước khi xuống giống, nông dân sử dụng phân hữu cơ bón lót thay thế cho phân hóa học như trước đây nhằm cải tạo đất và giảm chi phí sản xuất. Hiện trà lúa trong mô hình công nghệ cao đang sinh trưởng và phát triển tốt, nhưng nông dân vẫn không chủ quan mà thường xuyên đi thăm đồng, thậm chí phối hợp chặt chẽ với cán bộ nông nghiệp xã quản lý hiệu quả dịch hại, sâu bệnh trên đồng ruộng. Với mục tiêu đạt năng suất 6 tấn trên 1 hectare, cao hơn bình quân chung của toàn vùng từ 10% trở lên.